Chào các bác, chúng mình có quay lại kênh review công nghệ Phương Đông Âu Tu, em Lanh Review. Ngày hôm nay thì Phương Đông Âu Tu đã nhận một cái con xe Honda CR-V 2021. Con này đã được lắp ở Phương Đông Âu Tu rất là nhiều thứ, gồm có cam 360 DCT, cam và màn hình Gotech. Thì bây giờ bác khách thấy là cái ánh đèn ánh sáng của nó đây, rất là tối như này thì đèn kẻ chỉ của nó có vì nó là bi cầu, nhưng mà cái ánh sáng của nó lại không sáng. Thì bác khách đã nâng cấp và đầu tư cho mình một cái gối combo gồm có V20 và bộ F10 đèn gầm. Và S gầm ấy, đèn gầm thì bác khách đã sử dụng cái F10 màu vàng nhé. Có hai màu là màu 6000K là màu sáng trắng và màu 4500K là màu đèn vàng. Thì bác khách lựa chọn cái đôi này. Với quy trình làm việc thì Phương Đông Âu Tu đã làm rất là nhiều cái video rồi. Thì đây là cái mà các bác khách đang nhìn thực tế nhất cái xe của mình làm như thế nào. Và sau khi tháo cái mắt đèn ra, chúng ta sẽ tháo cả cái bóng xiên đông ra nhá. Sau đó chúng ta sẽ cho vào hấp. Với những dòng đèn mà Phương Đông Âu Tu đã thực hiện ấy, thì những cái đèn mà có những cái mới như này ấy, thì cái keo của nó rất là dễ ra nhá. Keo dễ ra. Cái keo của nó đây các bác thể để cái đồ Phương Đông Âu Tu tháo ra rất là dễ ra. Những dòng keo này ấy, thì Phương Đông Âu Tu cũng thay một cái dòng keo y hệt nó khi chúng ta lắp vào nhé. Thế là vậy hoàn toàn chúng ta không phải lo lắng vấn đề về cái keo của đèn. Đây chúng ta tháo ra rất là dễ dàng đúng không ạ? Tại vì cái keo của nó rất là dễ ra, vì vậy là cái việc chúng ta thực hiện nó cũng khá là dễ dàng thôi. Cái Honda CR-V 2021 đây thì cái bi của nó là cái bi cầu, nó cũng dùng cái đèn cái bóng đèn. Chúng ta sẽ thay vào cái đèn cốt nhé. Đây đèn cốt này, cốt của nó là bi này này. Đó, chúng ta sẽ thay cái bi V20 này vào đúng cái đèn cốt của nó. Chúng ta chỉ thay mắt đèn thôi, chúng ta thấy rằng là chúng ta thay cái bi cầu LED nó sẽ rất là sáng. Nó sáng mà sáng xa này, sáng rõ, sáng nhanh này. Đây là ánh sáng của nó này. Cốt là cái pha của nó, đèn pha của nó halogen thì bác ấy vẫn để nguyên. Chúng ta nâng cấp lên cái đèn bi pha thôi. Đây là bi gầm này. À, bi cốt thôi. Đó, ánh sáng gầm này, gầm và cái ánh sáng pha của nó vô cùng sáng. Nó rất sáng luôn ạ. Với ánh sáng này chúng ta có thể đi, hiện chúng ta đi trên con đường, ví dụ như là trên đường đồi núi ấy, thì chúng ta sử dụng cái bi F10 đèn gầm màu vàng này, để mưa sương các thứ chúng ta đều đi được. Còn đối với đèn pha thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đi cung đường nó bằng phẳng hoặc cung đường mà nó tối ánh đèn nó kém ấy. Đó, các bạn thấy không, đấy ánh sáng của nó đi pha đấy, pha rất là sáng, cực kỳ sáng luôn ạ. Đèn gầm của nó với đèn pha của nó rất là xa nha các bạn nhá. Đây chúng ta sử dụng đèn gầm này, đấy chúng ta bật lên này. Đó, đây chúng ta sử dụng đèn gầm nó đã sáng như này rồi. Đây là pha đấy các bạn thấy không, ánh sáng pha rất là xa, vô cùng xa luôn ạ. Đối với dòng F10 thì chúng ta thấy rằng đèn gầm nó quá phù hợp rồi. Đèn pha chúng ta sử dụng nhiều cái dạng đèn nhá. Nếu chúng ta muốn sáng thật sáng hẳn lên đấy, chúng ta sử dụng các cái V30 Ultra hoặc là V10 là Ultra hoặc những cái phiên bản cao hơn. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video Phương Đông Âu Tu. Các bác cần tư vấn rõ hơn thì các bác liên hệ Phương Đông Âu Tu qua hai số máy 0955 546 546, 076919 5555, hoặc là các bác liên hệ với Phương Đông Âu Tu qua cái số hotline, cái số 1900 866 602. Phương Đông Âu Tu, các bác xem video sau của Phương Đông Âu Tu nữa thì các bác like kênh hoặc là các bác subscribe kênh để được biết nhiều thông tin nữa nhé các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video Phương Đông Âu Tu. Xin chào và hẹn các bác trong video sau.